Qua những cuộc viễn du trên miền đất Đông Á, Đông Nam Á, nhiều khách hành hương đã từng ngạc nhiên khi thấy dấu tích của Quý Kinh ở tận Bắc Kinh, hoặc xa hơn, tận Mông Cổ và Nhật Bản. Tại những di tích lớn ở thủ đô Trung Hoa, chúng ta sẽ bắt gặp hàng giấy tháp có thể quay được dưới dạng một hình trụ cao trên 1 mét, rộng khoảng 0,5 mét. Những người hành lễ vừa niệm cầu vừa quay những hình mẫu này với một hy vọng ẩn chứa trong tâm. Ngày nay, đi tìm những dấu tích của các cây tháp quay ở Việt Nam có lẽ chỉ còn tìm thấy được ở Bắc Bộ. Khi du nhập vào Việt Nam, những cối kinh này đã phát triển thành những cây cửu phẩm liên hoa, cây tháp sen 9 tầng, kiến trúc đồ sộ, độc đáo và phức tạp hơn, nhưng vẫn có chức năng tích thiện và hội chứa điều lành. Hơn nữa, tại Việt Nam, những cây tháp này còn là hội tụ tổng hòa của nhiều dòng tư tưởng Phật giáo. Tòa cửu phẩm liên hoa này được xây dựng bởi ảnh hưởng của tư tưởng Mật Tông Tây Tạng Trung Quốc. Bởi lẽ là Ngài Thiền Sư Chuyết Chuyết là người đóng góp về mặt tinh thần để hưng công và xây dựng lên toàn bộ kiến trúc nghệ thuật Chùa Bút Tháp. Và điều đặc biệt là trong đó có Tòa Cửu Phẩm Liên Hoa. Với cái ý nghĩa của Tòa Cửu Phẩm Liên Hoa là nhằm tuyên truyền, quảng bá cũng như giáo dục về lối sống, về đạo đức của mỗi con người. Ở đây, tương truyền mỗi một câu niệm Phật với một vòng quay theo chiều kim đồng hồ của Tòa Cửu Phẩm Liên Hoa, công đức sẽ được tăng lên 38.700 lần so với cái lúc chúng ta ngồi niệm Phật hoặc là chúng ta đứng để niệm Phật. Trong số khám phá lần này, chúng ta sẽ theo chân Thạc sĩ Trang Thanh Hiền, chủ nhân của cuốn sách Cửu Phẩm Liên Hoa trong Kiến Trúc Cổ Việt Nam, đã đạt giải đồng sách hay và giải đồng sách đẹp trong ngành xuất bản toàn quốc. Đi tìm dấu tích những tháp quay bằng gỗ theo vòng cung chạy từ Bắc Ninh sang Hải Dương, men theo triển đê các con sông lớn, về miền đất cổ Trù Phú, phát tích của nhà Lý, thời kỳ Phật giáo phát triển hưng thịnh nhất. Tuy nhiên, các tháp cửu phẩm liên hoa tồn tại cho đến ngày nay cũng chỉ còn lại có 3 ngôi. Đây cũng là 3 ngôi tháp đẹp nhất, có niên đại nằm gọn trong thế kỷ 17, khi tình hình tôn giáo cũng như xã hội có rất nhiều biến động. Đó là các cửu phẩm liên hoa chùa Đồng Ngọ, chùa Giám Hải Dương, chùa Bút Tháp Bắc Ninh. Trên triển đê uốn lượn bên dòng sông Đuống hiền hòa, phóng tầm mắt nhìn về phía đồng ruộng bạt ngàn, chúng tôi đã thấy ngôi chùa cổ Bút Tháp nằm ẩn núp trong lùm cây xanh mát. Khi bước chân qua cánh cổng chùa, chúng tôi cứ ngỡ như vừa bước qua cánh cửa thời gian. Cả không gian được bao phủ bởi nét cổ kính hoang sơ với hai cây đa cổ thụ vững chãi, trầm ngâm mặc bao sương gió đã đi qua. Chùa Bút Tháp có tên chữ là Ninh Phúc Thiền Tự. Theo sách Địa Chí Hà Bắc thì chùa có từ đời vua Trần Thánh Tông. Thiền sư Huyền Quang đã trụ trì ở đây. Thế kỷ 17, chùa trở nên nổi tiếng với sư trụ trì là Hòa Thượng Chuyết Chuyết, người Phúc Kiến, Trung Quốc. Chùa có kiến trúc tổng thể độc đáo, bố cục gọn gàng, chặt chẽ, sinh động, là một khuôn mẫu về sự kết hợp hài hòa kiến trúc của các chất liệu gạch, gỗ, đá, của sự hòa nhập giữa kiến trúc và môi trường thiên nhiên bao quanh. Toàn bộ kiến trúc của chùa quay theo hướng Nam, hướng truyền thống của người Việt. Đối với đạo Phật, hướng Nam là hướng của trí tuệ, hướng của bát nhã. Nhờ có trí tuệ, chúng sinh mới đáo bỉ nạn, tức là đến bến bờ giải thoát, niết bàn. Chùa Bút Tháp ấy là một ngôi chùa có từ lâu đời. Theo những cái tư liệu cổ xưa ghi lại thì chùa Bút Tháp có từ thời Trần. Trong sách Bắc Ninh Phong Thủ Tạp Ký thì đã nói đến là nhà sư Huyền Quang, tức là vị tổ thứ ba của dòng thiền Trúc Lâm, đã từng tới đây tu hành, và ông cũng là cái người mà đã kiến tạo nên ngôi chùa này.
Tuy nhiên cái diện mạo kiến trúc cũng như là cái tổng thể, cái bố cục của cái ngôi chùa Bích Tháp mà chúng ta đang đứng đây ấy, thì lại được xây dựng vào thế kỷ thứ 17, tức là được xây dựng lại hoàn toàn vào thế kỷ thứ 17 và xây dựng với một cái mặt bằng quy mô rất là lớn. Đây là một cái ngôi chùa mà có thể xem là một cái ngôi chùa đỉnh cao về kiến trúc của thế kỷ thứ 17, với một cái mặt bằng thiết kế là từ rất là nhiều đơn nguyên kiến trúc như là các chuông tam quan này, các chuông này, tiền đường, thiêu hương, thượng điện, rồi tòa cửu phẩm liên hoa, nhà chung, phủ thờ, và được thiết kế theo một cái lối thức là dạng nội công ngoại quốc. Chùa Bút Tháp bảo tồn và lưu giữ nhiều bảo vật như tượng Tuyết Sơn, tượng Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền và kiệt tác Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, được xem là pho tượng gỗ cổ nhất của nền Phật giáo nước ta. Tượng cao 3,7 mét bằng gỗ phủ sơn, tạc năm 1656, có 11 khuôn mặt, 994 tay với 994 con mắt nằm trong lòng mỗi bàn tay. Độc đáo là nhịp điệu của mỗi cánh tay không giống nhau. Tượng được đặt trên tòa sen rồng đội, đằng sau là vầng hào quang tỏa sáng, bên dưới là các hình trang trí sóng nước sống động như một thủy cung. Tượng bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay đã thể hiện một hình thức đặc trưng theo tín ngưỡng mật tông. Từ thượng điện, một chiếc cầu đá có ba nhịp uốn cong dẫn đến ngôi nhà gọi là Tích Thiện Am, tức là am chứa điều lành. Đi qua chiếc cầu đá này, theo tích của nhà Phật là đã đi qua cửa Phật, rũ sạch bụi trần. Bên dưới cầu là hoa súng, hoa sen thơm ngát. Chen giữa màu xanh cây lá là những nhịp cầu đá chạm trổ tinh xảo, thần tình và hài hòa những sư tử, nghê, hoa lá. Tích Thiện Am là một nhà có ba tầng, có cây cửu phẩm liên hoa, tức là hoa sen chín tầng. Hoa sen trong Phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhân. Khi Phật tính phát triển bên trong thì đóa sen sẽ nở. Trong hệ thống điêu khắc và kiến trúc chùa tháp Việt Nam, cổ pháp liên hoa là một dạng tháp hết sức đặc biệt. Tháp nội tiếp trong một nhà Phật thông ba tầng, mỗi tầng bốn mái. Chúng được chia làm hai loại. Loại mô tả ở trên thường bằng gỗ, còn một loại khác bằng gạch đá thì không quay. Chín tầng tháp cửu phẩm liên hoa nối với nhau bởi một cột trụ tám mặt đều đặn, thể hiện tám phương của nhà Phật. Chín đài sen tượng trưng cho chín cấp tu hành chính quả của Phật giáo. Mỗi tầng có một đài sen rộng chừng 2 mét, cao 50 cm. Cả tháp cao 7,8 mét. Phía ngoài tháp, các cánh sen bằng gỗ sơn đỏ tạo thành tầng tầng lớp lớp so le nhau. Toàn bộ cây tháp được nối với những then ngang ăn mộng vào một trụ cái ở chính tâm. Trụ cái đặt trong một chiếc cối đồng. Đầu trụ cái lồng trong một hệ thống con đỡ ở trên đỉnh của ngôi nhà tre kiến trúc này. Tháp có thể quay tròn quanh trục đó. Tháp gắn tượng Phật và chạm những cảnh dân gian hay lấy đề tài trong Phật thoại làm trang trí. Thế thì đến cái tầng 4. Tầng 4 này là cái mặt chạm khắc về các cái thiền sư. Thiền sư gọi là tổ, các cái tổ thiền của dòng Tịnh Độ Tông cũng như là dòng thiền. Đến tầng, bắt đầu từ tầng thứ 5 cho đến tận lên đến tận tầng thứ 9 thì là cái chủ yếu là những cái mặt chạm khắc, và nói về xét về cội nguồn thì tất cả những hình thức tụng niệm quay cúi kinh tại các di sản tôn giáo tín ngưỡng thường được các nhà nghiên cứu cho là xuất phát từ một trung tâm nổi tiếng của mật tông là Tây Tạng. Nhưng chúng ta biết rằng hình tượng cửu phẩm liên hoa trong kiến trúc Phật giáo Việt Nam chính là sự phát triển ở mức độ đỉnh cao của tín ngưỡng Tịnh Độ Tông. Tuy nhiên, tư tưởng này không chỉ đến thế kỷ 17 mới khởi phát khi loại hình kiến trúc này trở nên thịnh hành. Nó là một quá trình vận động phát triển lâu dài. Khi tháp cửu phẩm liên hoa hình thành, các giá trị tịnh độ này chỉ chiếm vai trò chủ đạo, chứ không phải vị trí độc tôn.
Bởi lẽ, trong lịch sử tư tưởng Phật giáo Việt Nam, không phải lúc nào cũng thuần nhất một tông phái. Rời chùa Bút Tháp Bắc Ninh, chúng tôi rẽ sang Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương thăm chùa Giám. Ngôi chùa có tên chữ là Nghiêm Quang Tự. Tháp cổ Pháp Liên Hoa ở chùa Giám vốn rất rực rỡ với 9 tầng cánh sen xếp lớp màu son chai, được thép vàng kim ở đầu cánh. Mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu và phục chế, nhưng do sức phá hoại của khí hậu và thời gian khiến cây cửu phẩm mất đi vẻ lộng lẫy ban đầu. Tòa cửu phẩm có tất cả 145 pho tượng, toàn bộ kết cấu đặt trên một trụ gỗ lim lớn có ngỗng đá và ổ bi. Vào ngày lễ Phật, với 2 người đẩy, tòa tháp có thể quay nhẹ nhàng. Đây là tòa tháp đặc sắc nhất của chùa Giám, mang nghệ thuật kiến trúc cuối thế kỷ 17. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi sư trụ trì cho chúng tôi biết các bức tượng gỗ nguyên bản đặt trên cổ pháp Liên Hoa cũng đã bị mất hết. Điểm đến cuối cùng trong chuyến khám phá tâm linh là chùa Động Ngọ. Chùa thường gọi là chùa Cập Nhất. Chùa Động Ngọ tọa lạc ở thôn Cập Nhất, xã Tiên Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Kiến khai cửu phẩm Liên Hoa Bi Ký 1692 đã nói đến việc thiền sư Chân Nguyên thuộc thiền phái Trúc Lâm đã tổ chức dựng cây cửu phẩm Liên Hoa vào mùa xuân năm Nhâm Thân 1692, thời vua Lê Hy Tông. Cây cửu phẩm cao 5,30 m, mặt cắt 6 cạnh đều, 9 tầng, mỗi tầng gắn 3 pho tượng Phật, tổng số tượng là 162 pho, được đặt trong tòa cửu phẩm vuông, 2 tầng 8 mái. Ngôi nhà phẩm rộng 7,90 m², cao trên 10 m, khung nhà bằng gỗ, mái ngói vẩy cá rêu nâu đều đặn, 4 góc mái uốn cong hình đuôi rồng nổi rõ dưới nền trời vừa mềm mại vừa uy nghi. Sự hình thành tháp cửu phẩm Liên Hoa trong lịch sử kiến trúc Phật giáo Việt Nam là một quá trình phát triển liên tục. Chúng là sự tiếp nối của các mô hình chùa tháp biểu tượng cho Phật hay một vị quân vương chiếm vị trí trung tâm của ngôi chùa. Thầy có biết về cái lịch sử xây dựng của tòa cửu phẩm này không ạ? Xây tòa này được xây vào năm bao nhiêu ạ? Tôi căn cứ vào cái lóc là viết là Lê Triều Chính Hòa Thập Nhị Niên. Cửu phẩm Liên Hoa là do tổ sư thiền sư Tuệ Năng Chân Nguyên khởi công xây dựng mà là đệ tử viết. Đấy là cái cây thượng nương. Nói là cái cây lóc là như thế. Chuyến hành trình tìm về với những di sản tráng lệ cổ kính ẩn chứa nhiều trí tuệ văn hóa giá trị hiếm có và bàn tay tài hoa của con người thời xưa đã tới lúc trở về. Bước chân của chúng tôi cứ quẩn quanh hoài trong khuôn viên tĩnh mịch của ngôi chùa với lòng thành kính pha lẫn sự tiếc nuối. Tiếc nuối vì tháp không quay được như xưa để lời chủ niệm của chúng tôi mau thành chính quả. Rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu. Người của đỉnh cao mới làm cuộc sống văn minh, đem đôi mắt trí tuệ Việt Nam.